Xin chào đến tất cả cô chú anh chị và các bạn. Chúng ta tiếp tục cái video clip ở quận 7. Lúc nãy thì ở cầu Tân Thuận. Sợ đi qua cầu Tân Thuận, qua quận 4 lại kẹt ở con đường Nguyễn Tất Thành. Không ngờ đi quay trở về cầu tới Kinh Tẻ cũng kẹt. Tưởng giờ này là hết kẹt rồi chứ mỗi ngày là khoảng 5 giờ mấy, 6 giờ là kẹt. Mà hôm nay sau 6 giờ mấy vẫn còn đúng là tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa. Không có thoát được ha. Rồi sẵn đây quay chia sẻ anh chị những cái hình ảnh ở quận 7 này. Chúng ta đang đứng ở đây là con đường số 15, thẳng ra hướng Nguyễn Hữu Thọ, qua bên kia là khu Him Lam. Phía sau những cái rào chắn này, ngày trước ở đây là khu nghĩa địa ở hai bên đường luôn ha. Nhưng mà bây giờ thì quy hoạch không còn nghĩa địa nữa, nhưng mà chưa có thành hình gì hết, đang là khu đất trống thôi. Ở đây có quán bán cháo ếch Singapore nè, bánh xèo Quy Nhơn nè, 8.000 một cái nè. Ở đây người ta bán được nhờ khách ở đây, khách quen và lại buổi tối ở đây, với lại kẹt xe ở đây nè. Kẹt xe trong lúc chờ đợi thì ra đây ngồi ăn. Ngoài đây thì khói bụi xe cộ đông đúc. Em đang chạy nhích kìa, nhích. Bình thường mỗi ngày thì ở đây lúc buổi chiều thì kẹt từ đây tới cầu Kinh Tẻ đi qua quận 4. Có khi qua tới cầu có đường Khánh Hội luôn. Buổi sáng thì kẹt ngay dưới dốc cầu Kinh Tẻ. Sáng thì kẹt bên kia, chiều thì kẹt bên đây. Nói kẹt thì chứ cũng không kẹt gì lắm, chỉ có một đoạn vậy thôi. Đông làm cho mình khó chịu. Hôm nãy gọi nị thì nị về rồi, nên thật ra cũng yên tâm. Giờ có gấp cũng không được. Ông ta thấy ở đây có những gian hàng người ta bán giày dép nè, bán ven đường thôi. Quá trời các loại dép luôn, 20-30 như là siêu thị vậy đó. Đủ loại dép, đủ màu, đủ kiểu hết. Hai đôi bớt 10.000, bớt 10.000 tình cảm đó. Ông thấy bên kia rất là nhiều quán ăn nè, bún bò rồi cháo lòng rồi quán nhậu tí xủ, dọc dọc theo con đường 15 này nhiều lắm. Ta ra đây là đỡ rồi ha, hy vọng là thoát. Dọc dọc theo con đường Nguyễn Hữu Thọ này có rất là nhiều những cái building rất là đẹp. Ta đây đỡ rồi, đây đỡ kẹt rồi. Chỉ có đoạn đường 15 thôi. Tưởng đâu là tới cầu Kinh Tẻ như mọi ngày, hôm nay về sớm về trễ mà cũng còn kẹt. Đỡ rồi ha. Con đường Nguyễn Hữu Thọ cũng rất là quen thuộc với rất nhiều cô chú anh chị khi mà xem clip của Nam TV. Buổi chiều, buổi trưa, buổi tối, buổi sáng hay đi qua đi lại con đường này. Mỗi ngày em cứ đi quận 5, quận 7, quận 3 hay đi vòng vòng mỗi ngày một vài chuyến. Đây quay chia sẻ anh chị xem chơi cho vui. Ở đây có một con hẻm nó thông vô, thông qua bên đường Lê Văn Lương, hẻm 108 Lê Văn Lương, nó thông ra ngay kiểu cầu Kinh Tẻ luôn nè. Hôm nào nhớ anh chị chúng ta đi khám phá hẻm đó ha.
ở ngay ngay dốc cầu Kinh Tẻ này, ở phía bên cánh phải có những ngôi nhà, cũng còn có những ngôi mộ ở đây, chắc là mộ phần của gia đình ở đây hay sao á, vẫn còn chưa có di dời ha, cũng còn nhiều lắm. Cái dấu tích của cánh đồng mộ ngày xưa. Rồi, chúng ta đang đi lên cầu Kênh Tẻ, đi qua quận 4. Ngày nay có cây cầu này, nó thông thương giữa các quận với nhau, rất là tiện ha. Ngày trước, những năm 90 thì cái cầu này chưa có, người dân phải đi bằng đò, bằng ghe. Thấy mực nước ở trên sông thấy cũng lên rồi đó, chắc là ngập chút xíu. Bữa nay là hết rằm mà vẫn còn đó nè. Chúng ta xuống đây là con đường Khánh Hội. Khánh Hội đi thẳng ra bến Vân Đồn. Con đường Khánh Hội này cũng giống như là con đường Quỳnh Tấn Phát hoặc là Trịnh Minh Thế, Nguyễn Tất Thành này đó. Buổi sáng thì đông bên đây, buổi sáng đông bên kia, rồi buổi chiều đông bên đây. Nhưng mà nó cái giờ người ta đi làm về đó thì nó đông như thế này nè. Kéo dài từ đây cho tới bến Vân Đồn, Hoàng Diệu. Nhưng mà có những con đường nó trở thành một cái đặc trưng á, thì nếu mà kẹt xe thì người ta sẽ dừng lại rồi nhìn thấy những cái gian hàng này nè, rồi mua này mua kia mua nọ. Có những con đường thì người ta bán được là nhờ kẹt xe, như con đường quốc lộ 51 hướng về Long An á, lúc nào cũng đông ở chỗ đó. Chỗ nhất là chỗ từ cầu Nhị Thiên Đường hướng về Long An theo quốc lộ 51 lúc nào cũng đông và thường xuyên kẹt xe. Người hai bên đường người ta bán đủ thứ đồ hết trơn. Ngay đây là quảng trường quận 4 nè. Chúng ta đi thẳng luôn ha, thẳng theo con đường Khánh Hội. Tới đây em đỡ rồi. Giờ tới bên kia đường, bên kia đường. Xe hơi nối đuôi nhau. Dài. Ở Sài Gòn mà ai cũng đi xe hơi thì khỏi chê luôn. Không đủ chỗ chạy nữa ha. Về tới đây rồi sẵn ghé chỗ cư xá Vĩnh Hội mua ốc. Giới thiệu anh chị thêm một cái địa điểm nữa để
khi mà có dịp đến Sài Gòn chúng ta muốn ăn món ốc thì ra đây chỗ Logi, Logi 26 thì phải, em cũng hay mua ở đó nhưng mà nhiều khi không để ý. Đi thẳng con đường Khánh Hội này có một cái ngã rẽ để đi vô khu chung cư, chúng ta rẽ phải ha. Ngay chỗ này là đường Hoàng Diệu. Hoặc là nếu mà anh chị từ quận Nhất đi qua thì khi mà xuống cầu Ông Lãnh thì xuống cầu Ông Lãnh qua quận Tư thì chúng ta rẽ phải liền khi mà xuống dốc cầu. Vừa rẽ phải liền là có một cái quán quán ốc Logi 24 rất là đông, 24 hay G26 gì đó. Rất là đông và rất là ngon, nhưng mà chỉ bán buổi buổi tối thôi. Đây chúng ta rẽ phải vô ngay cái đường vô ngay chỗ ngay chùa Long Bửu nè. Ngay đường 50. Nhiều khi đi không để ý tên đường. Bên kia là vô cũng là đường vô khu cư xá nữa. Đi thẳng là ra bến Vân Đồn. Con đường cặp sông Bến Nghé. Đây chúng ta quẹo vô đường số 50 ha. Đi bên hông chùa nè. Ở Sài Gòn thì có rất là nhiều quán ăn, có rất là nhiều đặc sản của các vùng miền. Ở Sài Gòn là một thành phố đa vùng miền nên thành ra món gì cũng có, không cần phải đi đâu xa. Có những đặc sản mà ở Sài Gòn nó ngon hơn là ở chính gốc nữa đó. Buổi tối trong khu chung cư ta thấy người dân ngồi hai bên đường đó, người ta ăn cơm rồi ngồi nhâm nhi, rồi lai rai uống cà phê. Những chung cư thì lúc nào cũng có các quán nhậu, các tiệm tạp hóa vòng vòng ở dưới chung cư để phục vụ cho cái cuộc sống người dân đó, những cái tiện ích xung quanh dân cư. Em ta rẽ trái ha, hướng này là ra chỗ dốc cầu Ông Lãnh nè, quán ốc G24 nè. Ở đây có cái bãi giữ xe luôn, giữ xe bên đường. Bên tay phải là quán ốc đây. Hôm nay mình mua mang về thôi ha. Rất là đông luôn á. Cha mua ốc gạo nè, với phô mai sò đẹp. À, chờ xíu nha. Lấy anh phần ốc gạo với lại ốc đắng với lại phô mai nướng so với sò đẹp nướng phô mai. Năm chục đi. Ủa gì anh ơi? Kêu rồi. Quán đây bình dân lắm, cái gì cũng 40-50 mà. Mua hai phần 100.000 là đủ ăn. Kêu rồi. Đợi nãy ra để tiền. Quá trời món luôn ha. Đây cô nướng nướng ốc ốc bu. Ngoài trong nhà thì cũng có chỗ ngồi nè. Con bu bự quá ha. Sò đẹp.
đẹp phô mai, món yêu thích của bạn đồng nhỏ luôn nè. Hấp vô nườm nượp luôn. Máy quay cũng sắp hết pin rồi. Nếu mà hết pin giữa chừng thì bạn thông cảm ha. Đây rất là ngon. Nếu mà anh chị có dịp đi ngang thì chúng ta thưởng thức thử. Chắc tạm dừng tại đây quá. Chừng nào nó hết pin thì ngưng ha. Đây là Logi. Bên phải là Loca. Đây có ốc đắng rồi ốc càng ghẹ rồi ốc gì xào dừa, nghêu rồi ốc móng tay rồi sò dẻo tùm lum tùm la rất là nhiều luôn ha. Ta đang nướng rồi, ta nhảy bơ lên. Không phải bơ mà gì? Phô mai. Sò đẹp rồi, ốc đắng luôn.